ta. Nè. Có hai quả đó, con tặng em một quả đi, để con một quả. Của con. À cái này của con hả? Con này của em. Củi này củi cho em đi. Bỏ vô. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Heo đất kìa. Ra đây, ra đây. Cảm ơn con nghe. Ở tập trước, Bon Bon và Cún đã được giao nhiệm vụ đi lấy trứng. Và hai bé cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn bà. Đi thôi. Vậy học giỏi không? Dạ. Dạ, cứ chạy ra đây. Hai, hai. Đi thôi. Hãy theo dõi tiếp hành trình của công chúa cún Melly và siêu nhân Bon Bon trong chuyến du lịch của Mẹ ơi đi chơi tuần này nhé. Có một cái bếp và trời ơi. Tới mời nha. Nhà tôi đúng bếp mỗi lần tôi nấu 3 tiếng hồ. Nhà tôi đúng bếp mỗi lần tôi nấu 3 tiếng hồ. Em hồi lúc mà em xin á. Dạ. Là Bon nó bao nhiêu ký? Bon nhà em xin là 3,5 kg. Trời không biết. Trời không biết, trời không biết. Cuốn có 2,7 kg à. Con gái mà. Chị xíu xíu à. Giờ ba cũng xíu xíu. Rồi hồi lúc mà chị có bầu cuốn là chị mừng lắm luôn á. Dạ em cũng vậy. Bon là kiểu cũng con cầu con khẩn. Vì kiểu như trước đó cũng có nhiều vấn đề đó. Cái xong mà khi mà có cuốn là cuốn. Trời ơi. Mà em biết không, 3 tháng đầu tiên là chị chỉ nằm thôi. Không nhúc nhích. Em là trong lúc mang thai thì không có bị gì hết trơn á. Trời khỏe lắm. Sau đó. Sau đó là dạ, khi sau, sinh. Dạ đúng rồi, sau khi sinh. Cái bước mổ của em á là may bằng chỉ tự tiêu cho nên là nó bị giống như người em không có hạp với cái chỉ đó đó. Cái nó bị chỉ tự tiêu trùng. Chỉ tự tiêu thì nó bị sưng lên, nó mông mủ ở chổng á, cái phải rạch ra lại xong rồi may lại bằng chỉ thường. Trời em ơi, chị đang xác thịt. Trời em ơi, chị đang xác thịt. Xong ông này thì ông đang bú em nè, nằm trong viện 2 tháng. Xót lắm ha. Dạ mình có gì thì ông ấy, chứ mà lúc đó em bé nhỏ xíu. Xót Bon nó bị nhiễm trùng tiêu hóa, nạp quá nhiều đạm vô cơ thể, và cũng có một phần là chắc là trong lúc mà em chăm cái vết mổ của em á bị nhiễm trùng á. Lần đầu tiên mà em thấy con của em mà bị bác sĩ bu vô á, xong rồi hả, để kiếm cái ven á. Mà nhóc mới có 1 tháng rồi kiếm cái ven mà đâu hết ven rồi. Trời ơi, mắt nó ngừng luôn. Trời ơi, cái phải cấp cứu, nó bị 2 lần luôn. Xong rồi em mới cầu xin nguyện em xin là con em khỏe mạnh về nhà thì em cạo đầu. Đó cho nên là lúc mà Bon xong rồi Bon về dược nhà nè, em đi cạo đầu. Đó là sau đó mới bắt đầu chuỗi stress của em. Stress về ngoại hình rồi bắt đầu stress về sức khỏe. Rồi cái bắt đầu con khỏe rồi mình nhìn, mình lại muốn đi biểu diễn lại. Thì mình nhìn giống như bạn bè đồng nghiệp ở đó, thấy mà họ bắt đầu đi diễn, bắt đầu stress cho cơ thể của mình đó. Bắt đầu dồn tâm trí rồi. Đó, nhiều thứ á. Nhiều thứ. Dạ đúng rồi. 1, 2, 1, 2. Đi thôi. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Được có rồi. 2, 1, 2 là 1, 1, 1 2, 3, 4, 5, 10, 9, 5, 10. Chiều tới rồi kìa. Ai cũng đi chạy hết, ai cũng chạy. Thế giờ tới rồi kìa. Chạy gì? Mẹ. Ôi ôi, cảm ơn. Mẹ ơi. Ôi. Wow, con nhỏ bây giờ. Con đem được cái dừa. Con đem được nhiều cái mấy cái nặng luôn. Đây đi. Wow, con giỏi quá. À.
Mẹ cũng không biết ăn xúc xích luôn. Con cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô không? Cảm ơn hai đứa cô luôn. Cảm ơn hai đứa cô luôn. Bữa cơm tối cứ thế vui vẻ trôi qua, nhưng mọi người ơi, đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Chuẩn bị có trò này vui lắm nè. Ta-da! Chào mừng đã đến với đêm diễn có 102, diễn sai không bao giờ diễn lại của hai nghệ sĩ nhí Cún Mong Manh và Bon Mặt Cọc. Bạn xin cho hỏi bạn Melia ơi, bạn biểu diễn bài gì ạ? Bài là cây nắng vàng. Yes, bạn còn đánh lung linh đúng không? Bây giờ mời bạn nha, xin cảm ơn bạn. Này ba. Ba là cây nắng vàng. Vàng vàng vàng. Cũng sạch sạch. Đã nè, này ba. Ba là cây nắng vàng. Mẹ là cây nắng xanh, con là cây nắng hồng. Yeah. Ba là nắng lung linh. Yeah. Nắng sáng cùng gia đình. Xin chào quý vị, bây giờ là tiết mục của bạn Bon Bon. Bạn làm gì không biết? Bạn làm gì vậy con? Bạn muốn dây rồi lùi lại quay lại luôn. Bon ơi đi lố rồi Bon ơi. Bon ơi đi lố rồi Bon ơi. Ở đây thôi nè, ở đây thôi. Bon ơi ngủ ngon nha, cứ ngủ ngon nha, mai gặp nha. Mệt quá mệt à, rồi con muốn làm nhưng làm. Chạy chạy ấy. Ôi con có qua nhà bà Năm để xin trứng gà. Để là để xin trứng gà để làm gì? Để nấu ăn ăn. À, con có bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn bạn có không thích con. Bạn đó không phải là không thích con, mà bạn đó là con gái, cho nên bạn đó còn ngại, hiểu không? Nếu bạn phải bạn không thích con. Qua cái chuyến hành trình này thì Thảo thật sự rất là cảm thấy mình học hỏi rất là nhiều. Đúng là chương trình này thật sự rất là có ý nghĩa đối với cuộc đời của Bon và sự phát triển của Bon. Giống như là khi mà ở nhà hoặc là đối với những người xung quanh thân thuộc thì thật sự là có cái những vấn đề xảy ra thì Bon luôn sẽ được chiều chuộng hoặc là sẽ có những cái gọi là cách xử lý theo thói quen thôi. Còn khi mà mình phải sống với một bạn khác, chơi cùng với một tập thể thì thật sự là Bon phải sẽ học được rất nhiều qua cái chuyến hành trình lần này. Không biết là Bon có thích chuyến du lịch này không ta? Hả? 2 ngày 1 đêm trôi qua rất là nhanh. Và thì ra là một ngày mình có thể làm được nhiều việc cùng với con như vậy. Không chỉ mình cùng chơi với con mà trong cái quá trình đó mình cũng hiểu được tính cách của con mình là như thế nào. Vi biết là Cún là một em bé từ nhỏ đến lớn chỉ ở chung với ba mẹ thôi. Ít khi nào bé đi ra ngoài, ít khi nào tiếp xúc với lại người lạ. Cho nên bây giờ mình chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Và trong đầu của mình thì cứ nghĩ là mong rằng mình có thể cùng Cún trải qua nhiều những cái buổi 2 ngày 1 đêm như thế nữa để mình hiểu con hơn và cho con trải nghiệm như gặp gỡ
nhiều người và những cái môi trường khác nhau hơn. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào cô chú chưa? Cô good morning chưa? Good morning. Good morning. Ngủ ngon sao? Ngủ ngon ạ. Ngon ạ, thương quá. Mily giỏi lắm, Mily biết đi lấy trứng nè, Mily đi hái rau nè. Cuốn ngày hôm qua cũng đi chơi vậy, cũng đi chơi, cũng đi hoạt động vậy, cũng thấy sao? Thấy vui. Vui quá hả? Trong lòng con vui. Trong lòng con vui. Vui mình có lấy, mình có thảy dòng nữa không? Mình không có thảy dòng, thích trời thảy dòng. Không có đâu. Không có đâu. Có sợ lấy hái rau. Không có. Không có. Sợ có hái rau nữa tay cô. Cứ xuống xuống. Nhưng mà mình không nói gì ạ. À. Để bụng nha. Nha. Trời ơi, nha. Hay đi. Á. Nha đi. Nè, ăn chả đi nè. Xin chào buổi sáng. Xin chào. Xin chào. Xin chào các bạn nhỏ. Nè, có gì đừng quậy. Thì cô hỏi. Dạ ngon. Dạ ngon. Mặt bị dính. Cả hai gia đình đã sẵn sàng cho một trải nghiệm của ngày mới chưa ạ? Chào các con. Chào chú. Chú là chú nông dân. Hôm nay chú sẽ có một cái hoạt động là dẫn tụi con đi làm nông dân một ngày với chú nha. Bây giờ mình cùng đi thôi. Đó. Bây giờ không biết cái này là quả gì? Quả gì con? Cái này quả gì? Quả gì? Quả bưởi. Giỏi, cái đó chưa chín. Để một tí tìm cái quả nào chín. À, nói về cây bưởi thì chú sẽ có một cái câu chuyện về bạn Kiến. Thì tụi con biết bạn Kiến không? Biết. Bây giờ chú sẽ dẫn tụi con đi đến nhà của bạn Kiến ha. Quý biết cái này không? Quý biết trái này không? Đó, hay chưa? Dạ, cái ta. Hồ nè. Có hai quả đó, con tặng em một quả đi, để con một quả. Của con. À, cái này của con hả? Quả này của em. Củi đi, củi cho em đi. Cái dứa nè con. Ôi, ủa nhưng mà nó nhỏ xíu vậy mình cũng thu hoạch được luôn. Đúng rồi, chú. Nó vàng rồi đó chị. Ôi, bỏ vô ổ. Wow. Ôi, bỏ vô ổ chú. Rồi, chú nha. Rồi, ok. Đi. Khó lắm, nó còn cái cành nó dậy nữa. Để con cầm, đúng rồi, con cầm đi rồi thầy ạ. Mày cắt. Rồi, đây, cắt cho. Thường cắt. Rồi. Cắt trên, đúng rồi. Qua chuyến trải nghiệm lần này thì thực sự là có những ưu điểm mà Thảo thực sự là phải rất là tự hào về Bon. Có nghĩa là Bon có những Bon thích được thử thách bản thân, thích được giống như là khám phá vậy đó. Cho nên là thực sự khi mà những cái thử thách của chương trình đưa ra thì Bon rất là chủ động thực hiện nó. Khi mà thấy Bon có những trải nghiệm như vậy á, thì mình cũng cảm thấy rất là xuống sang ở trong lòng. Tại vì mình cảm thấy là à, con mình đã và đang trưởng thành. Nặng quá, bạn không thể nào ôm được luôn. Hay đúng không? Nuôi các bạn kiến để cho ăn sâu bọ mình, nó giúp cho cái trái của mình nó không bị sâu bọ đó. Đó thì nó có là hai loại kiến, một là kiến đen nè,
kiến đen đen ở trên cái trái mình, nó có nhiều cái con kiến đen nè. Kiến này thì nó sẽ không có lợi cho vườn. Mấy cái sợi dây là đường đi cho các bạn kiến để truyền từ cái cây này qua cây kia. Ví dụ như một cái cây bưởi này đi thì nó sẽ có kiến đen đúng không? Thì cái nhiệm vụ của các bạn kiến vàng là sẽ phải đánh các bạn kiến đen đi để chiếm vị trí, đuổi những bạn đó là kiến, câu chuyện kiến đen là kiến không tốt. Ơi kiến kìa, đây nè, đó kia kia, đây là con kiến này đó, thấy chưa? Con thấy đây không? Là một cái kiến có lợi cho vườn đó, cho nên là khi mà con đi vườn con thấy này con đừng có giết cho mẹ nha. Gửi nha để mẹ bồng, mẹ bồng dạ, mẹ nhìn thấy không? Con thấy không? Chị thấy, chỉ cho con nhà của bạn kiến nhà của bạn kiến nhà của bạn kiến đây, đây là nhà của bạn kiến. Wow, một cái gọi là tổ kiến, tổ kiến đó con. Trời ơi hay quá vậy ta. Đúng rồi, chú nó cứ cắn chú không? Không, mình không hiểu nó thì nó không cắn. Mấy bạn làm việc cực lực cả ngày luôn đó. Ủa mấy bạn là mấy con động vật mà sao làm được? Động vật hay là gì thì cũng sẽ có một cái vai trò trong cuộc sống đó. Tại người ta cột như cái nó thấy bị cột với nó làm đúng không? Cái sợi dây là chú cột. Nhanh nè, về với ba không? Có về với ba không? Ok. Ok. Đồng ý. Vậy rồi. Ủa vậy? Rồi. Ở đâu ạ? À? Ui. À em mua lấy nè. Vậy. Vậy. Chào hả, con không có lâu quá, mẹ đi trước. Cuối cùng là bạn Bon của chúng ta đã chiến thắng con buồn ngủ để tiếp tục chơi game và cùng vượt thử thách với mẹ nè. Thử thách liên hoàn, luật chơi như sau. Tại điểm xuất phát, mẹ chèo thuyền chở bé vận chuyển trái cây về vạch đích quy định. Sau đó, mẹ sẽ dùng chiếc xe rùa chở em bé vượt qua tất cả các chướng ngại vật trên đường đi. Và cuối cùng, mẹ và bé sẽ phải chọc thủng quả bóng có bột màu mà các bé đã chọn trước đó. Kết thúc trò chơi, đội nào có thời gian thực hiện ngắn hơn sẽ chiến thắng. Con thích màu nào con? Con thích màu xanh dương. Không. Ok. Con thích màu xanh dương. Rồi, xanh dương đẹp. Công chúa Melly sẽ là màu hồng. Con là xanh nước biển, tại con thích xanh nước biển nó tươi quá trời. Bây giờ mời hai bé bản xù xì để tìm ra đội thi đầu tiên ạ. Bản xù xì ra cái gì? Ra cái này. Ra cái này. Đập, đập. Rồi. Rồi. Né liền. Không, mà mẹ né liền rồi. Hay lắm. Em muốn chơi. Rồi, giờ mình chơi trước. Yeah, mình chơi trước. Mình thua chưa chứ? Công chúa Mê Linh quyết tâm. Thắng. Vui quá. Chuyện mày làm sao nha. Sao lên? Nhìn xem, đắc chỉ mẹ coi. Ôi sao? Ôi, hay quá. Ôi, đi rồi, đi rồi. Wow. Ô, đi rồi, thuyền đi rồi. Thôi, em xíu cho em làm nhé. Em làm nhé nha. Rồi. Em đẩy đi. Em đẩy với mẹ. Ok. Qua này, qua này, qua này. Để em đẩy với mẹ. Ồ, nhanh quá, nó có đà rồi, nó đi đó. Nó đà là nó đi rồi. Ôi, sắp rồi, sắp rồi. Áo phao bảo sắp tới rồi. Không sao hết, nên lát con mặc áo phao mang nha nha. Wow. Con ơi, sao con không cổ vũ mẹ? Mẹ sắp xỉu rồi. Mẹ sắp xỉu rồi. Con ơi, đây rồi. Rồi, tắp vô bờ, leo lên. Bây giờ tắp vô bờ kìa. Mẹ, đúng rồi, đi lên từ từ. Ôi, lên, 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 xuống, xuống. Chạy vô nè, sợ không? Lên, 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 đi có nè. Ôi, mẹ không có té, mẹ không có té. Màu hồng. Cố lên, cố
hồng đâu. Cái này màu hồng. Để đó hà. Thôi thôi sợ không sợ. Thôi đừng có nhảy lên đi. Không có sợ, đừng có sợ nha. Con nói là cố lên đừng sợ nha. Cố lên, cố lên. Một hai ba. Cố gắng có nhẹ nha. Ủa, tiền có cái nào mà không? Chỉ nè coi. Chưa biết hay chưa? Chưa biết hả? Suy nghĩ coi, suy nghĩ coi. Phải hay là bạn này? Thấy cái nào? Thử ra, đừng đừng nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nè. Chờ sao? Trời. Lần đầu tiên mà Bon được ngồi ở trên ngồi được trên thuyền và mẹ chèo mà không có ba luôn. Và Bon cũng hơi sợ về cái âm thanh bất ngờ. Âm thanh bất ngờ làm cho Bon sợ, cho nên là nãy chích 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 cái bóng của bóng á, thì Bon mỗi lần chích là Bon chạy đi xa, Bon không có dám chích, mẹ chích. Công bố đội chiến thắng chính là rồi. Đấy. Công chúa Mele. Có tới 3 phút lận. Mình chia với lại có chấm cho. Đúng không? Chia bằng bốn. Hả?
năm. Mình có nhiều quá à. Con thích nguyên một chồng cái cây đó. Dạ, đúng không? Dạ, đúng không con? Dạ. Ủa sao không vậy? Sao bạn lấy hết của mẹ. Hai cái này. Ok. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, cảm ơn Miley nha. Cảm ơn mẹ Miley. À, bây giờ mình sẽ đi hạt bắp. Thì khoảng 2 tháng nữa con xuống là chú sẽ cho con. Cái này gọi là giá thể ha. Để chú hạt đó. Chú bỏ cá cho cái mình đổ vô đây chứ. Lấy hạt vô xong rồi cái nó mà bị gắn nó đổ cây đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ mỗi mẹ con sẽ là một cây đi. Coi ai làm nhanh nhất nha. Ok. Ok chưa? Rồi chưa. 1, 2, 3, bắt đầu. Ủa? Sao em bé không phụ mẹ? Nè. Em bé sợ dơ rồi hả? Em bé sợ dơ. Nó đẹp quá, nó bình tĩnh. Làm xong rồi cái bên này là thua rồi. Có phụ không? Phụ không? Sao Miley sợ chia tay? Không có sao hết mà, ai cũng làm hết nè. Miley công chúa quá. Miley công chúa quá. Miley không có chuyện phụ gì hết. Miley kỳ không? Kỳ. Có cái 2-3 hạt rồi kìa. Một cái 1 hạt thôi. Cái đó 4 hạt, 5 hạt luôn rồi. Con phải bỏ 1 hạt bỏ dế hả? Đấy, đó con không dế. Rồi, của con xong chưa? Đấy. Chưa. Xong rồi. Rồi, của con xong rồi. Đấy. Ủa này để làm bánh mà làm nè, gì? Nè, Miley. Thôi. Để một lần đi con. Rồi, xài tay ra. Ok, đó là kiểm tra lại. Xài tay ra. Qua đây đứng. Này có luôn rồi hả? Rồi, giờ mình đẩy đất lên đây. Nè, đẩy đất lên đây. Mẹ la con. Mẹ không có la con nhưng mà mẹ muốn con thử. Mẹ muốn con giúp mọi người. Đúng rồi, đẩy lại. Đó là có gì đâu con, đúng không? Nó không có gì trong này hết. Nó chỉ là đất thôi. Đất giống như khi mình đi biển có cát thì cũng y chang giống vậy đó. Con ngồi con chơi cát, con chơi đất đó nè. Con về con kể ba nghe, kể bà ngoại nghe, ông ngoại nghe, ông nội nghe sao. Con nói con không làm được gì hết nha. Ok. Thôi mẹ làm. Sao con quyết định sao, có làm không? Mình làm một cái thôi là xong rồi đúng không? Trời ơi, bỏ vô. Giỏi quá ta. Giỏi quá. Giỏi lắm. Cái nhược điểm của cô ấy cũng không phải là nhược điểm, nhưng mà cái đó là cái tính cách mà cô bé phải có thôi, bắt buộc thôi, tự vì là từ nhỏ cũng không có đi ra ngoài, đó là hơi nhút nhát. Nhưng mà ưu điểm là cô bé rất hòa đồng và dễ thông cảm, từ đó mà có thể tự thay đổi bản thân mình để hòa nhập được với cái việc mà bé không muốn làm. Ôi trời ơi, giỏi lắm. Giỏi lắm, giỏi lắm. Đừng có la. Ok. Đừng có la. Xin lỗi. Tại vì mọi người thấy con vội giỏi quá. La, nãy giờ mẹ la con cái gì đâu. Mày nghe nó to quá. Mọi người nói to là tại vì mọi người mừng. Mẹ la mừng. Mừng thì con giỏi đó. Làm lại cái mọi người ve nhỏ xíu cho con nghe nè. Rồi làm nữa đi, làm nữa cho mẹ nghe nha. Mẹ về không nghe tiếng. Đủ rồi con ơi. Con ơi, đủ rồi. Sao khóc hoài vậy? Sao giỏi vậy ta? Em dễ. Em dễ gì cũng được, em dễ đi. Cuốn gì vậy? Em dễ gì cũng được. Cái gì nữa? Rồi. Ủa? Đây là N. Đúng rồi, con chưa biết viết chữ. Con biết viết mà. Khoan. Mọi người ơi. Giỏi quá. Chữ đó là chữ gì con? Chữ gì đó. Qua. Dạ. Vậy bạn lên cho mọi người nè. Ủa sao hai bạn dễ giống nhau vậy? Giống nhau quá vậy. Hai gì đâu mà không biệt, bỏ cái màn nha. Mạnh lắm. Cái này. Cảm ơn. Thành công rồi. Rồi, chúc mừng các con đã ngoài làm thử thách nha. Giỏi quá. Bạn có màu gì kỳ quá. Rồi, hẹn các con lại tháng sau mình sẽ thu hoạch thành quả. Xin đại diện hai gia đình cảm ơn chú Việt đã cho hai em bé có cái trải nghiệm
quá là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và lần đầu tiên là hai mẹ cũng được thu hoạch trái cây rồi này nọ, nhìn thấy những ăn trực tiếp trái từ trên cây xuống luôn, cho nên là quá là ý nghĩa. Cảm ơn chú Việt rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chú Việt. Cảm ơn hai mẹ, cảm ơn hai bé rất nhiều, và chúc hai mẹ và hai bé có một cái cuộc hành trình tiếp theo thật là vui và ý nghĩa nha. Khi mà con xem chương trình này thì con sẽ tin mẹ và con sẽ có thể cùng nhau có những cái trải nghiệm và những cái hành trình mình có thể cùng nhau học hỏi, và đó sẽ là những cái kỷ niệm mà mẹ mong rằng sau này có dù con lớn lên, con 10 tuổi, con 15 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, con xem lại chương trình này con cũng phải thấy được cái lúc bé con như thế nào và mẹ như thế nào. Mẹ rất tự hào về con. Quý điều của mẹ, dù có như thế nào khi mà con ra đời, nếu con cảm thấy quá mệt mỏi thì ở đây luôn có mẹ và con có thể về với mẹ. Mẹ luôn yêu thương con và đón nhận con. Vậy là chuyến đi chơi 48 giờ tại Vương quốc trái cây Cocoland Bến Tre chắc chắn sẽ đọng lại nhiều ký ức dành cho siêu nhân nhí Bon Bon và công chúa cuốn Melly. Hẹn gặp lại mẹ và con tại chuyến đi chơi tiếp theo của Mẹ ơi đi chơi nhé!